Rồi em xin chào tất cả mọi người ha Và hôm nay là ngày 9 tháng 8 Âm lịch mình ha Thì hôm nay là em quay Tức là hôm nay là ngày thứ bảy Nhưng mà em quay cái clip này Là để chắc sáng ngày mai em mới mới, mới kẹp ha Em không có cái clip này trong ngày thứ bảy ha Tức là sáng chủ nhật Thì em em up lên ha Thì hôm nay em chia sẻ đến với tất cả mọi người Là với cái tiêu đề tiêu đề cái đề là demo phân là cái cử phân tới là của ngày 15 tháng 8 âm lịch mình ha tức là giữa tháng 8 âm lịch tức là gần tới cử phân nữa rồi ha thì còn khoảng gần tuần nữa thì em xin demo cái cách đi phân của em là cái thứ nhất giảm hữu cơ giảm dưỡng rễ ha giảm hữu cơ giảm dưỡng rễ để cho cây mai nó tập trung nó nuôi nụ và nó đóng nụ ha thì tại sao mà em lại đưa ra cái tiêu đề là giảm hữu cơ, giảm dưỡng rễ và thậm chí là có thể là cắt luôn ha, cắt luôn hữu cơ mà mọi người là cũng hỏi ăn thì đối với hàng hữu cơ trong thời điểm này thì có còn còn những cái cây mà dạng như nó còn yếu này nọ ha thì em không không nói đến ha, thì em nói vô cái clip này cái tiêu đề hôm nay cái điều tiêu đề này thì em nói cho những cái cây mai mà mình chơi tết Chơi Tết hàng 2024 tức là mình tập mình tập trung làm nụ cho cây mai để mà chơi Tết ha. Thì đối với hữu cơ trong thời điểm này, cái thứ nhất là thời tiết không gần được mưa dầm ha. Là cái thứ hai là nếu mà mình đi mưa dầm nó cũng làm cho cây mai mình nó đi đọt. À, làm cho mai mình nó nó đi đọt ha. Mà nếu mà cái cây mai của mình nó đi đọt nó kéo đọt dữ dằn ha, nó chạy ào ào ha thì những cây mai đó thì rất khó làm nụ. Mà nếu có làm nụ được hay chăng nữa Thì những cái nụ đó Đến Tết nó cũng chưa đủ già Chưa đủ già ha Thì nếu mà cái những nụ mà nó chưa già Thì đến Tết mà nó chưa già là Em gọi là tạm gọi ha Em tạm gọi là nụ non Thì những cái nụ đó nó nở bông nó không được đạt ha Cái thứ nhất bông ít Cái thứ hai màu sắc nó cũng không đẹp bằng những cái nụ già ha Thì cái thằng hữu cơ Gọi là lượng nước mưa ha Nó cũng làm cho đi đọt Và thằng hữu cơ Nó cũng giúp cho cây mai mình nó đi đọt À, cho nên em phải giảm à, bắt đầu từ giữa tháng 8 là dài cho tới tháng 9 tháng 10 em phải giảm. Rồi thằng dưỡng rễ nó cũng làm cho cây mai mình nó đi đọt nữa ha Em cũng giảm luôn thằng dưỡng rễ luôn ha Thì trong thời điểm mà mình làm nụ, trong thời điểm mình mình làm nụ thì mình hạn chế tối đa những loại phân những loại phân ha mà nó làm cho cây mai mình nó chạy đọt. Tức là những loại phân em không cần biết phân gì nhưng mà những loại phân mà nó làm cho cây mai mình nó chạy đọt á thì mình nên giảm lại, giảm lại ha rồi còn riêng về 3 số 17, 3 số 16, 3 số 17, 3 số 20, DAB, à, siêu lân. Thì những loại phân đó trong thời điểm này mọi người nên bổ sung ha, nên bổ sung, nên bổ sung vô ha. Thì à, cái thằng 3 số 17 nó vẫn đi đọt nhưng mà với cái cách đi đọt của thằng 3 số 17 á, là nó khác những loại kia. Nó vẫn đi đọt tức là khi mà cái đọt nó lú ra, nó mập. Nó giống vậy nè ha, đây là thằng của thằng 3 số 17 ha. Tức là nè nó mập nè khi mà uh, cái đọt lú ra thì nó lú ra nó rất là ngắn nó vẫn đi nhưng mà nó lú ra uh, cái đọt nó đi đến đâu thì trong cái nách mà cái 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 uh, cái đầu kim ha là trong uh, cạnh á thì nó đóng nụ đến đó là cái hay hein? cái hay của thằng ba số đều nhau nó vẫn đi đọt chứ không phải là đi đọt hơn nhưng mà cái cách đi đọt của nó thì em uh, em tạm gọi hein? là em thấy là cái thằng ba số vậy thì nó sẽ hay nó sẽ hay ha thì trong thời điểm mà mình đi ba số mười bảy thì mình cộng dưỡng rễ cộng dưỡng rễ đúng không? thì dưỡng rễ mình cũng sẽ giảm lại đối với những cái cây mai em em tập trung em làm nụ cho tết thì em chỉ cộng 10 gram hoặc là giữ lắm 20 mươi gram là nào ba mờ hen để cho cây mai mình nó cũng có cái dưỡng rễ cũng có nó nó bổ trợ bên rễ hen để cho nó hấp thụ phân tức là nó hấp thụ thằng ba số 17 bảy thì nó giúp cái cây mai mình nó cứng ha cứng cành. Nụ nó đâm cũng nhanh hơn và nó cũng đều hơn nữa hen. Rồi thì về cái việc mà mình cắt cắt phân, còn về hậu hũ hằng hữu cơ Thì em cũng nói luôn là hằng phân hữu cơ là hỏng gà em sàng HVB thì trong thời điểm mà giữa tháng 8 bắt đầu em sẽ giảm lại. Em sẽ giảm lại còn 100 ml. 100 ml hen. Là một là đối với những cái cây những cái cây mai mà em gọi là còn yếu hen thì em cộng 100 ml và ba số 17 ha, và cộng thêm 10 gram dưỡng rễ tức là tất cả các loại phân em đều giảm xuống riêng chỉ một mình ba là hàng ba số 17 là em vẫn giữ nguyên ha, 40 gram cho đến 50 gram tại vì thằng ba số 17 em xài cho đến mà tới có thể là cuối tháng 9 luôn ha hoặc là mình tùy theo trường hợp đến tháng 9 á mình nhìn cái trường hợp cái cây mai mình nói như thế nào thì mình bắt đầu mình có thể là giảm liều hoặc là tăng liều hoặc có thể là thay đổi phân ha thì về à, về việc hữu cơ còn đối với những cái cây mai mà mình tập trung em tập trung như cái này ha là bắt đầu em tập trung nuôi nụ thì thằng hữu cơ em sẽ không em cắt luôn ha em cắt hoàn toàn là bắt đầu là gầm tháng 8 em sẽ cắt hoàn toàn hai cái này ha và những mấy cái kia nữa ha là những cái cây mai mà em tập trung em nuôi nụ chưa tết ha thì em cắt hoàn toàn còn những cây mai nào mà nó còn em cảm thấy nó còn yếu còn yếu hen thì em vẫn bổ sung hữu cơ thêm, bổ sung thêm hen để cho cái cây mai mình nó vượt tàn thêm miếng, nữa, thêm miếng nữa, vượt thêm miếng nữa hen. Và nó đóng nụ thêm một một, một tí nữa hen thì cái tàn mình nó kín hơn tí nữa. Thì cái cây mai nó sẽ uh, bắt kẹp thì không bắt kẹp đâu. Nói về nụ thì nó những cây mai đó nó sẽ không bắt kẹp những cây này. Nhưng mà Tết nó em vẫn có cái cây mà mình mình chơi ha Thì uh, clip này thì em cũng xin uh, chia sẻ. Nói chung là em demo đến với tất cả cô chú anh chị em mình tới cử phân cái thứ nhất là em cũng nhắc cử phân tới ha để cho mọi người tới ha rồi cái thứ hai để cũng có cái để cho mọi người tham khảo ha tham khảo và áp dụng ha thì đến thời thời điểm này thì đối với những cái cây mai mà mình chơi tết thì tất cả các loại phân em xin lưu ý lại ha tất cả các loại phân mà nó làm cho cây mai mình nó đi đọt đi đọt nhiều thì mình nên cái thứ nhất mình nên giảm hoặc là có thể mình cắt luôn cắt luôn ha rồi thì em xin tạm biệt tất cả mọi người ha và hẹn mọi người lại clip sau ha